Hoàng Vĩnh Nguyên là ai? Hoàng Vĩnh Nguyên là cầu thủ sinh ra ở Hà Tĩnh. Tiền vệ sinh năm 2002 từng có thời gian ăn tập tại khóa 4 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMJ. Anh hiện chơi cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và từng được huấn luyện viên Philip Trucci triệu tập vào đội U23 Việt Nam cách đây không lâu. Hoàng Vĩnh Nguyên, Xuân Trường đệ nhị. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002. Anh ban đầu trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai. Dẫu vậy, chứng kiến cầu thủ này sở hữu cái chân trái khéo léo cùng tinh thần thi đấu cống hiến, huấn luyện viên Guillaume Gerichen đã đề xuất với Bầu Đức. Nhờ vậy, Vĩnh Nguyên được lên khóa 4 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMJ. Vĩnh Nguyên tiến bộ tốt khi được trao cơ hội. Cầu thủ này trở thành gương mặt đầu tiên của khóa 4 vượt qua bài tập tân bóng ở tất cả các cấp độ. Anh được xem như Xuân Trường đệ nhị của Hoàng Anh Gia Lai. Bởi ngoài việc khoác áo số 6 tại lứa U17, Vĩnh Nguyên còn có những đường chuyền dài với độ chính xác rất cao. Huấn luyện viên Guillaume Gerichen từng khen ngợi tài năng của Vĩnh Nguyên giống đàn anh Xuân Trường. Hoàng Vĩnh Nguyên trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2021, Hoàng Vĩnh Nguyên đã chơi xuất sắc trong màu áo U21 Hoàng Anh Gia Lai tại giải U21 quốc gia. Nhờ vậy, tiền vệ này được Long An mượn về thi đấu giải hạng nhất quốc gia 2022. Tiếp đến, Vĩnh Nguyên được câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đưa về thi đấu V-League. Ở mùa giải vừa rồi, Vĩnh Nguyên chơi 10 trận đấu. Nếu nhận xét về Vĩnh Nguyên thì tôi không có gì phải chê trách. Cậu ta quá hoàn hảo so với tuổi 18. Lối chơi của Vĩnh Nguyên giống phong cách thi đấu khi ra sân của Xuân Trường. Cậu ta có tầm nhìn, khả năng quan sát tốt và có những đường chuyền xa chính xác giống Xuân Trường, huấn luyện viên Guillaume Gerichen nhận xét. Hoàng Vĩnh Nguyên từng lên U23 Việt Nam. Việc có những bước tiến nhất định trong sự nghiệp còn khá non trẻ giúp Vĩnh Nguyên được huấn luyện viên Philip Trucci trao cơ hội. Ông triệu tập cầu thủ này cho đợt du đấu của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023 vừa qua. 4 năm trước, Vĩnh Nguyên cũng từng được ông Trucci gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam. Vĩnh Nguyên được ra sân ở vài phút cuối trận khi U23 Việt Nam đấu với U23 Kyrgyzstan. Sau đó, anh vắng mặt trong danh sách 31 thành viên tập trung tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cho SEA Games 32. Đáng nói, ở trận giao hữu vào ngày 21 tháng 4 trên sân Bà Rịa, Vĩnh Nguyên đã ra sân thi đấu cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò quân xanh cho U23 Việt Nam. Và để lại dấu ấn đậm nét bằng cú đúp đẹp mắt vào lưới đội bóng của huấn luyện viên Trucci. Hoàng Vĩnh Nguyên trong màu áo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Không có tên trong danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, tôi cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của thầy. Vĩnh Nguyên chia sẻ khi ấy. Tôi rất vui khi tham gia trận tập luyện để U23 Việt Nam thử nghiệm đội hình trước khi bước vào giải đấu quan trọng. U23 Việt Nam có thể thua câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quan trọng là vào SEA Games 32, tôi tin đội sẽ thể hiện tốt. Trước khi vào trận, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có dặn toàn đội thi đấu mạnh mẽ nhưng không chơi xấu, không dùng tiểu xảo. Do vậy, tôi và các đồng đội rất cố gắng chơi bóng theo ý đồ BHL và làm sao giúp các bạn U23 Việt Nam tránh chấn thương. Để có thể lực tốt nhất bước vào giải. Vài nét về Hoàng Vĩnh Nguyên. Ngày sinh, ngày 3 tháng 2 năm 2002. Quê quán, Hà Tĩnh. Chiều cao, 1m70. Lò đào tạo, khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai JMJ. Vị trí đá, tiền vệ,